Tất cả các bạn, tụi tôi đi tới chạy trắng Đồng Tâm nè. Bây giờ mình đi vào trong để mình gieo con rắn này máy gầm cho chạy trắng Đồng Tâm chăm sóc nó các bạn. Chạy trắng Đồng Tâm đi, vô trong đi. Đi tới chạy trắng Đồng Tâm nè các bạn. Thì tụi tôi có gặp chú Hiếu, chú tiếp nhận rắn ở đây nè các bạn. Đó, thì tôi giao con rắn này cho chú đó cũng theo ý muốn của mọi người luôn. Thì để chú lấy cái nọc đó các bạn. Cả hàng trăm con đó, chứ không phải là một con của tôi đâu. Hàng trăm con xong rồi để mình chữa trị cho những người bị rắn cắn đó các bạn. Chú Hiếu khá là vui vẻ. Dạ, cảm ơn chú Hiếu nhiều ha. Bây giờ anh em mà tôi đi tham quan chạy rắn Đồng Tâm. Cho chú gọi lời cảm ơn cả anh em. Dạ dạ. Thì bữa cháu bắt được con này thì anh em trên YouTube thì kêu mang xuống chạy rắn Đồng Tâm để người ta bảo hộ nó thì nuôi. Dạ. Dạ dạ. Dạ cháu chào chú ạ. À. Thả con dẫn máy gầm vô trong cái hồ này, cái chuồng cái hồ để mình nuôi các bạn. Ủa bên đây là cái chuồng nuôi rắn hổ mang rồi. Đây có rắn hổ mang nè. Rồi giục con máy gầm vô luôn. Mấy con máy gầm trên trên kia có mấy con nữa các bạn. Thì anh này chú Hiếu tiếp nhận rồi chú đưa cho cái anh một anh để anh thả vô trong đây các bạn. Để nuôi. Hai con kia để anh đi qua bên kia anh quay. Nó khá là nhỏ các bạn nhìn con rắn thôi nè. À, con rắn tôi mới đưa cho anh Hiếu để anh Hiếu thả xuống nè. Con rắn bên kia sao nó gầy quá. Thả chung hổ mang luôn. Rồi, bây giờ mình tạm biệt cái con mái gầm của tôi bữa bẫy được. Nhỏ bẫy được chứ. Con rắn hổ mang mòi qua kìa. Nhìn nó là bự nhất trong đây rồi các bạn. Con mái gầm của tôi nè. Bự hơn mấy này nhiều. Đó, nhìn bự hơn mấy con này. Ừ. Bự à. Mấy con kia nhỏ. Giờ mình đi tham quan. Khỉ kìa các bạn. Này con dượng các bạn. Lấy đủ lên. Ngồi ăn thì đúng rồi. Ngồi nó ăn cái tướng cái ghét không? Nó bóc ăn à. Đây là con dượng mái vàng nè. Cái chuồng của nó kìa. Cái nhà của nó đó. Đi kêu qua kiếm anh gắn hổ mang nhỏ. Chuột đẹp không các bạn? Mấy con chuột giống trong hội chợ á. Tôi quên cái tên ở đây, nó không có đề tên thì vậy. Đâu để tôi đi vòng qua coi. Nó không có đề tên các bạn. Chuột này thì tôi thấy nhiều rồi. Phải không ta? Con chuột là giống như trong hội chợ đúng không? Chuột gì quên nè. Chuột bọ, con gọi là chuột bọ, con chuột gì đó, đi chơi hội chợ đó. Đúng không? Nhìn thấy giống á. Trong cái răng nó cắn này. Ừ, cái răng nó cắn này các bạn. Ừ. Răng nó cắn rồi coi. Cắn theo kiểu là y như là ảo tưởng sức mạnh của cái răng của nó các bạn. Cắn sắp được cái lồng để chạy á. Đi đi kiếm cái khác đi. Đây cũng con này cũng nhiều thú lắm các bạn. Con kia ăn no ngủ kìa. Dẫn hổ mang nữa các bạn. Dẫn này hổ mang. Dẫn hổ mang chúa. Dẫn hổ chúa nhỏ ơi. Có da mới lột các bạn.
Đây luộc lâu rồi. Luộc khá lâu rồi. Bên này có mấy rắn hổ. Mình để mình đi qua bên té luôn trong cái lồng như này nè các bạn. Đây rắn hổ luôn nè các bạn. Ở trong đây rắn được nuôi an toàn các bạn, không có sợ gì hết. Còn nằm trong đây ngon lành nghe. Mấy rắn độc thường là nó không có ít di chuyển lắm, thú dữ không được chọc phá. Ha, cái này về nhà chắc nãy làm cái bảng ở nhà vậy, thú dữ không được chọc phá nhỏ ha. Ha nhỏ. Đây, trong đây mới gọi là một bầy rắn hổ trong đây luôn rồi các bạn. Nhìn nó khá là ghê các bạn. Mấy con này mới bự. Nó bự bằng cái con hổ dện hôm bữa tôi bắt á. Hổ dện hôm bữa tôi bắt cũng bự lắm. Ghê không? Đầu nhóc 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 nhóc. Cái lưới à, tôi nghĩ rắn này á, nó là nó ít di chuyển cho nên người ta dùng cái lưới này, chứ cái lưới này tôi thấy nó cũng khá là nguy hiểm các bạn, vì nó lỗ khá là bự. Cái này mà rắn bự mà không, cái này mà thọc tay vô nó vẫn cắn được. Tôi nghĩ lên làm cái lưới nhỏ thì đã an toàn hơn, tại ở nhà tôi sợ nhỏ giết, bây giờ tôi giống như là ám ảnh rồi đó. Tên khoa học rồi, đuối luôn. Tem học là đuối luôn. Rắn hổ. Tuổi thọ khoảng 15 17 năm các bạn. Ở đây quay sát các bạn coi mới rõ nè. Khá là hung dữ các bạn. Con này là hổ chúa nè. Nó khá là tối, trong đây nó tối quá. Đó, các bạn thấy sáng chưa? Khá là ghê các bạn. Bự lắm, con này bự. Nhưng mà con này cũng chưa gọi là bự lắm đâu các bạn. Giữ không ngại hồi anh phải làm cái bảng này được, để nhà nhỏ nhìn vô nó không biết hổ mang không các bạn. Và cái chuồng này như nó khá là nhỏ, nhưng ở đây thì họ nó khá là tối. Nhỏ. Cái này chắc phải đầu tư thêm các bạn. Nhưng mà dù sao nuôi nó trong đây nó cũng không có ai hại nó được. Mấy con rắn này rắn bây giờ còn ít lắm các bạn. Ôi, con này bự nè. Ghê quá. Bự à. Nhìn cái mắt nó đúng sát thủ luôn. Đi tìm kiếm cái khác quay tiếp cho các bạn xem. Mỗi cái chuồng này khoảng chừng độ 1 mét. Ngang 1 mét. Dài 1 mét rưỡi á. Vậy là cũng được rồi. Mà con rắn này nó dài lắm, con này phải dài phải 2,5 m, 3 m gì đó. 2,5 m nữa ha. Con rắn này phải hơn 2 m à. Tại nó nằm ở cuốn tôi cũng không có đoán được nữa. Cỡ chừng đó, cỡ này chắc cỡ 2,5 m. Nhạc lớn quá. Ở đây có rất là nhiều chuồng rắn như này các bạn.
tại vì rắn hổ thì loại độc mà người ta thường bị cắn á, người ta nuôi để người ta lấy nọc á, lấy lần là hàng trăm con á, chứ một hai con là không lấy đủ, khá là nhiều. Con này rắn bạch hổ mang luôn mà trắng. Con này khổng lồ này, ôi này hổ chúa nè, hổ đất nè, này hổ đất nè các bạn, bự ghê, bự ghê các bạn. Này các bạn phải đứng đây rồi mới nhìn thấy được cái sức mạnh to lớn của nó, ghê thiệt ạ. Đâu nhỏ kêu hổ chúa, đây là hổ mang, hổ chúa đủ thứ. Con này phải bao hết. Ừ, con này cái bụng đạt khá là to ghê luôn, đầu nó bằng cái nắm đấm rồi đó, ghê thiệt á. Ừ, con này bự quá, dữ ghê. Con này hoành tráng nữa các bạn, bự ghê các bạn, khổng lồ luôn. Con này 3,5 m 4 m luôn, 3,5 m ạ, bự quá. Bắt con này về cho nhỏ nghịch được ạ. Thôi đi kiếm con khác quay các bạn xem. Có rất là nhiều chuồng rắn các bạn, quá trời luôn, nhiều lắm. Nhưng mà có một cái con đặc biệt nữa nè, tôi muốn cho các bạn xem này. Đây, cầy mực, con cầy mực chuồng gấu. Từ từ im, nó đang nằm ngủ các bạn. Nó ngủ mà chảy nước miếng luôn nè. Trời, nó thở ghê không? Nó thở ghê không? Đây là con chuồn gấu đó. Bự ghê quá. Cái móng của nó kìa, thở như heo vậy. Nhầm cưng ha. Ui gọi nó cũng không có dậy đâu. Kệ đi, bự lắm các bạn, y như là giống như là ai mà ngồi nằm trên đây nằm ngủ vậy. Con kỳ đà nước đó các bạn, nhìn nè, cái da của nó rất là đẹp các bạn. Da con này giống như, em biết giống gì không nhỏ? Vàng vàng giống như con hổ ngựa ha. Cái con này nó cắn là cái răng nó nhiễm trùng rất là nguy hiểm các bạn. Nó nhiễm trùng là nó đi theo con mồi, để con mồi khi nào con mồi yếu hết đi nổi rồi nó mới ăn thịt. Con này nó vậy đó, nó giống như con rồng Covendo gì đó. Con kia chết hay là sống vậy? Ngủ gì mở mắt vậy? Ngủ hay là sống mà? Sống không? Nằm nghỉ. Ủa mà sao nó ngủ gì mở mắt kìa? À nó thở kìa. Nó mập ghê các bạn. Đúng là chạy rắn đồng tâm chắc cho nó ăn nhiều sao không, mập quá. Mập như heo luôn á. Mập như heo luôn các bạn. Đúng là chạy rắn đồng tâm thì rất là ok luôn. Trong đây có 3 con. Ý, 2 con. Có 2 con à, thấy cái đuôi tưởng là con nữa. 2 con. Nhím. À đây, nhím đây. Đây có nhím nữa các bạn. 2 con nhím. 2 nhím gì đen biết. Nhím này là nhím bình thường hả? Khá là nhiều con thú các bạn.
ở đây nó ồn quá, để tôi kiếm chỗ khác tôi quay cho các bạn xem. À, người ta dừng lại rồi. Chắc là trại giáng Đồng Tâm đang sửa chữa lên, nâng cấp lên nữa. Mà tôi nghĩ là như vậy á, tại vì mỗi ngày có nhiều thú gửi tới mà. Lúc nãy tôi cho cái anh Hiếu con gắn đó mà anh kêu à, em chạy từ xa đến đây mà cho à, kêu đi tha thẳng rồi tham quan rồi quay cho các bạn xem. Con thằng ăn xuống. Rồi đi kiếm con khác coi. Cái chuồng nó cũng nè được rồi. Chuồng này là ok. Ý quay phim chụp ảnh không để gần. Rồi, mấy các bạn. Các bạn thấy con gì không? Đang nhảy tung tăng kìa. À con vượn nữa các bạn. Chèo hay ghê không? Nào coi cái tuổi thọ nó cũng được 30 năm. Này 5 tuổi là nó bắt đầu trưởng thành. Mang thai khoảng 7 tháng đẻ một con. Nam Trường Sơn, miền Đông Nam Bộ, Việt Nam. Trong những việc ứng của giá trị thẩm mỹ của khoa học tự nhiên đang bị đe dọa tuyệt chủng. À. Sách đỏ bảo vệ. Năm rồi. Thì con này về cho sách đỏ các bạn. Nhìn nó rất là hoành tráng. Ui. Ê. Tùng có màng chuối, giống màng chuối cho nó ăn đã lắm ạ. Lưu ý quay phim chụp ảnh không để gần. Nè. Ê. Không có đưa nó là nó vô trong cái là xong luôn các bạn. Đu như một vị thần á. À, nhỏ kia đu như một vị thần á. Đà điểu rồi các bạn. Cái này trước tôi có cưỡi một lần rồi. Ở trên Đồng Nai tôi đi xuống gió chơi với bạn có cưỡi rồi. Chạy khá là hoành tráng. Nhìn cái chân nó hay không các bạn. Chân nó khỏe lắm. Phượng các bạn ha. À, nó cao hơn em không? Cao hơn nhé. Em là cái gì nó đâu. Nhìn nhỏ. Tại hôm nay tôi sẵn chở nhỏ đi nhỏ tham quan nó... Con gì đây? À, không phải. Tham quan chơi các bạn. Này có cửa gì? Này chứ không có cửa cửa. Mấy cái khu du lịch nè thì nó mới cho cửa. Bên kia có dê các bạn. Chút ép nè. Bằng chó cỏ á. À bên kia bây giờ mới bự kìa. Cái nai, à con nai. Đi qua nó đi. Dê rồi các bạn. Dê núi không nhỏ. Nhìn cũng đẹp chưa. Có cái là sao nhỏ, con này đang có bầu nè. Con này đang có bầu nữa các bạn. Khá là nhỏ. Bằng chó cỏ mình á. Rồi heo gần nè. Máng này phá lắm. Đó, nó có sọc như này nó đúng là heo rừng nè. Không chết mấy cái cơ. Thì không bao giờ mà còn cái cây. Đang họ phá sạch hết à. Này nó phá dữ lắm các bạn. Cái cây nó húi rồi còn gốc kìa. Làm cắn kìa. Ừ, mấy cái cây nó hút hồi là nhìn bầy heo rừng cưng đúng không ạ? Heo rừng à, cưng ghê. 2, 4, 6, 7. Bên kia con là 8. 9 con. Có 9 con. À. Có hươu sao nữa các bạn. Trong đây thì nó dạng người rồi, không sợ các bạn. Nhìn khá là cưng. Ăn cỏ, đang ăn cỏ các bạn. Đây con nai nè các bạn.
bự ha. Đâu để tôi coi cái bảng chỉ dẫn nha. Phân bổ ở Sri Lanka, Nepal, Ấn Độ, Myanmar, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, có Việt Nam mình luôn. Gần đồng cỏ. Tuổi thọ 20 năm các bạn. Trưởng thành năm thứ 3 năm thứ 4, mang thai 8 đến tháng để một con. Tôi đi tới chỗ gà. Gà lôi hồng tía. Bên đây là cò đảo Ấn Độ. Gà lôi hồng. Đây gà lôi các bạn. Hồng gì quên rồi. Hồng tía, gà lôi hồng tía. Nhìn khá là đẹp các bạn ơi. Ủa sao con mắt nó đâu rồi? Ủa cái mắt nó mở không nổi vậy? À đây nè. Chắc tưởng buồn ngủ ạ. Nhỏ bốn tay nó mới mở mắt. Nhìn đẹp ghê các bạn. Y nhìn cái cánh này nhìn sao sao đẹp quá ha. Y như hoa văn ha. Đây là mấy con cò. Cò là Ấn Độ. Ai nào các bạn? Này nó không có nước mình, cái này là hàng nhập. Số lượng bị giảm nhiều có thể bị nguy cấp, sẽ nguy cấp. Cái này chắc mình nhập về quá. Cái này nó không có mình. Để ở Ấn Độ. Nhìn cái mỏ nó khá là hoành tráng các bạn. Cái con gì lạ lạ tiếp tục coi. Mặt đỏ lên các bạn. Anh ta ngồi giống ông cụ ghê không? Nhìn giống ông cụ các bạn. Nhìn nó khá là hay. Đây. Các bạn biết ra làm gì không? Nó đang bắt bọ á. Mà tôi nhìn giống như là nhổ tóc nhổ lông thì đúng hơn đó. Có gì đâu mà nhổ ghê trời. Miệng ngại ghê không? Khỉ á các bạn cho nó bắt bọ, nó bắt cái bộ bắt bọ trên đầu nó không có gì, nó cũng nhai nhai vậy đó. Chuồng con rái cá vuốt bé. À. Họ chôn hả? Ba con này nằm ngủ luôn. Cái cưng ghê. Có cái hồ nước, giá cá phải có nước các bạn. Giá cá là nó làm thành một cái giống như cái đập cũng được luôn á, này nó giỏi lắm. Hai ba con là nó đắp nguyên cái đập cũng dù con sông đi. Sông mà vừa nhỏ nhỏ á là nó chặn con sông luôn á, làm cái đập chặn sông luôn á. Giá cá nè. Rồi dở cái đập của giấy cá là dưới là ngập nước luôn á. À, con công các bạn. Tôi thích con công với lại con quạ. Con công này nhìn thấy không có chưa đẹp mấy. Công thì chắc có nhiều loại. Tôi nhìn con công mà chưa có đẹp ta. À bên kia kìa. Con công bên kia mới đẹp kìa. Con bên đây nó là loại gì á? Nó giống như là con gà tây hơn là con công. À đây công là một loại khác. Một loại khác nữa các bạn. Họ chỉ gì vậy? Công này mới đẹp nè. Tuyệt vời các bạn. À nó. Mấy con kia chắc nó còn nhỏ hay sao? Khá là đẹp luôn. Chào anh có con này. Hả? Ú. Bên đây có con nữa các bạn. Vậy mà tôi kiếm phóng chi. Rất là đẹp các bạn. Cái lông như cái mắt như thế này. À. Cái lông dài nhưng mà cái có ba cộng thì nó nhiều lắm mà. Nó rụng quá. Nhìn đẹp không các bạn? Con nó nhiều màu sặc sỡ. Nhất là cái mặt của nó nhìn là đẹp nhất. Nhưng mà đây tôi quay được cái mặt đó. Đó, các bạn thấy không, cái mèo nó kìa.
nó tượng trưng cho nữ hoàng mà. À mấy con kia giống con bên đây đã còn nhỏ các bạn ơi. Cái này nó là con này con đực quá. Mấy con cái quá. Con cái này là con đực quá. Đực nó sặc sỡ hơn quá, tôi nghĩ vậy. À, mấy người xem cùng với tôi cũng kêu con kia đẹp hơn. Này chắc con mái con kia con đực nó sặc sỡ. Con sóc bông được quá. À. Cái đuôi xòe giống cái bông á. Nó cũng bự hơn sóc mình khá nhiều. Gấp đôi sóc mình ạ. À. Mà đuôi nó có bông. Đang gặp cái xoài ăn ngon lành. Hai chân bám vô, hai chân bám vô cái xoài là ăn. Nhỏ đi về đây thích quá, đi lung tung. Đang thang kiếm con này con kia coi. Những bự các bạn ơi. Cái chuồng đấy nó chuồng mà bồ câu á. Con gì luôn biết. Tôi đang đi ra tới chuồng ngựa các bạn. Ở đây có chồng thằng Long nữa nè. Thằng Long này là phải có đèn cơ, nó mới phát triển nhanh được. Không có đèn nó không phát triển cơ. Mấy cái vườn thằng Long buổi tối các bạn sáng ngập luôn á. Bầy ngựa đây. Để ra coi bầy ngựa kìa. Bầy ngựa đó các bạn. Có một con ngựa trắng với mấy con ngựa này. Ngựa này thì ngựa chắc ngựa thường thôi. Có con này bự nữa các bạn. Này tối quá ha. Con này bự nè. Con này con đực các bạn. Nhìn cái cộng lông đuôi nó đã không. Hai con ngựa ở ngoài đây là một giống nè. Mấy con kia một giống. Này giống mấy con ngựa đua các bạn. Ông này là bự nhất nè. Đuôi đã kìa. Về uống nước nè. Con này nhỏ à. Nó dây chỗ tôi nè các bạn. Trời ơi nó dây hửi. Đừng sợ nhỏ. Ăn phân vậy ông? Nó ăn phân luôn các bạn ơi. Cái này chắc tôi quay cho các bạn xem. Thường mấy ngựa là người ta đi ngoài nhiều là người ta phải đóng cái móng các bạn. Con này khá là cơ bắp. Hồi xưa là nhảy lên cửa khá cha cha cha. Nhỏ quá. À, hôm nay tôi đưa rắn lên cho trại đồng tâm rồi. Sẵn đi tham quan. Khá là vui các bạn. Rồi mà bây giờ là cũng trễ rồi. Cho nên là anh em tụi tôi sẽ đi về. Rồi mình xin phép được kết thúc video ở đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người xem nha. Nếu bạn có ý tưởng gì hay thì nhớ comment phía dưới thì mình sẽ giúp các bạn thực hiện cái ý tưởng đó. Rồi mình và nhỏ xin chào tất cả các bạn. Tuyệt vời.